Chào các bạn, Trinh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì hôm nay Trinh có một chút thời gian nên là Trinh sẽ chia sẻ một sản phẩm mới của công ty với các bạn nha. Đây, sản phẩm mới của công ty, sữa chống nắng. Đầu tiên thì da mặt của Trinh đã được rửa mặt sạch sẽ rồi nè. Đó, thì trước khi các bạn muốn sức cái gì lên trên mặt của mình á thì các bạn nên sức một lớp kem dưỡng da. Đây là dưỡng da ban ngày vua của công ty Trinh. Các bạn nhớ cái nguyên tắc này nha, trước khi muốn sức cái gì lên trên mặt thì phải cần có một lớp kem dưỡng da trước. Đó, chấm 5 điểm trên mặt. Đó, thì các bạn muốn miết hay là các bạn muốn dỗ gì đó thì các bạn dỗ. Còn Trinh thì Trinh tán đều lên trên mặt trước. Trinh sẽ tán đều nó, xong rồi Trinh mới dỗ sau. Đó. Kem dưỡng ban ngày bua của bên công ty Trinh là không có chất chống nắng nha các bạn. Các bạn nên lưu ý là đã là kem dưỡng da thì không có chất chống nắng nha. Tại vì trên thị trường bây giờ có rất là nhiều cái sản phẩm quảng cáo là kem dưỡng da mà vừa có chất chống nắng nữa thì không có đúng. Đã là kem dưỡng da rồi thì không có chất chống nắng. Đó, sau khi tán đều trên mặt thì mình dỗ dỗ nó cho nó thấm vô da của mình. Khoảng từ 1 phút rưỡi đến 2 phút là các bạn có thể sức chống nắng lên được rồi. Tại vì mình phải sức kem dưỡng để cho da mình chống lão hóa nè, cấp ẩm cho da mình nè, cho da mình nó mềm mướt trước đã. Rồi muốn sức cái gì lên đó thì sức. Đó, sau khi sức một lớp kem dưỡng 3 ngày lên thì bây giờ Trinh sẽ sức sữa chống nắng. Đây, sản phẩm mới của công ty Trinh đây, sữa chống nắng. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại sản phẩm chống nắng, dạng kem, dạng gel, dạng sáp. Nhưng mà riêng đối với bản thân Trinh á, là Trinh thích nhất là dạng sữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình sức dạng sữa lên trên mặt á thì sẽ tạo được một cái lớp màng chống nắng cho mình mà rất là bóng, rất là tự nhiên, rất là mềm mịn, chứ nó không có bị bết dính giống như những cái dạng khác. Đây, đây, màu hồng rất là dễ thương luôn. Tất cả sản phẩm ở công ty Trinh sau khi đưa ra thị trường thì đều có hình ảnh của Trinh hết. Hình ảnh ở đây không phải là trên bao bì mẫu mã mà nó làm, như mọi người cũng thấy, là một màu hồng rất là Trinh luôn. Mọi người cũng biết là Trinh rất là cuồng và nghiện màu hồng rồi đúng không? Ngoài ra còn về yếu tố chất lượng nữa thì bản thân của Trinh sẽ là một cái người dùng cái sự cảm nhận của mình để đưa vào sản phẩm, để xem là sản phẩm như thế nào là phù hợp, như thế nào là tốt nhất với làn da phụ nữ Việt Nam của mình, hoặc là với bản thân của Trinh, thì Trinh sẽ có thể nói với nhà sản xuất và cộng với những cái công thức mới để đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng. Đây, Trinh sẽ sử dụng cho mọi người xem. Đây gọi là sữa chống nắng nha mọi người. Đó, Trinh sẽ sử dụng nửa bên mặt để cho mọi người so sánh nha. Rất là thích luôn. Đó, sản phẩm này thì Trinh dỗ nhẹ thôi. Trinh sẽ sử dụng nửa bên mặt cho mọi người xem độ khác biệt. Rất là bóng luôn. Và che được, Trinh nghĩ là che được khoảng 3-40% khuyết điểm nhỏ trên mặt của các bạn. Giống như là tàn nhang, mà tàn nhang li ti nhỏ 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 mờ mờ á, thì mình có thể che được bằng cái sữa chống nắng này. Đối với bản thân của Trinh á, đi ra đường hay là ở nhà thì Trinh đều sức kem chống nắng hết. Tại vì mọi người biết làm sao không? Dù là trời có nắng hay không á, từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều thì nó vẫn có tia UV. Cho dù mình ở nhà đi chăng nữa thì tia UV đó nó có thể xuyên thấu qua nhà mình luôn, xuyên thấu vào làn da của mình luôn á. Nên là dù đi ra đường hay là ở nhà, Trinh đều sức kem chống nắng hết. Nhưng mà thật sự á, khi mà làn da của Trinh có một lớp sữa chống nắng này rồi á thì đã là Trinh nghĩ là cũng 80% hoàn hảo rồi. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài thì Trinh vẫn sử dụng cushion, tại vì lúc nào Trinh cũng muốn mình xinh đẹp và thật hoàn hảo. Nên là ở nhà thì Trinh mới không xài cushion thôi, chứ đi ra đường là dù cứ dắt cái mặt đi ra đường là Trinh sẽ đánh cushion lên cho mình thật là xinh đẹp. Đây, Trinh đã sử dụng nửa bên mặt để cho mọi người so sánh nè. Đó, rất là bóng luôn đó, mà nó lên tông luôn nha mọi người. Đó, đây bên đánh rồi, đây bên chưa đánh, mọi người thấy không? Rất là mềm, rất là mịn, rất là bóng luôn, không có bị bết dính gì hết đó mọi người ạ. Xài rất là thích. Đó, mọi người thấy sao? Rồi, bây giờ Trinh sẽ đánh nửa bên mặt còn lại. Xài rất là tiết kiệm, chỉ cần một chút xíu thôi. Xong rồi, một làn da đánh như là không đánh vậy đó, rất là tự nhiên. Bye bye mọi người.